Với thành công vang dội của MV Mr. Bolero Dance với hơn 27 triệu views trên YouTube sau một năm phát hành, nam ca sĩ Quách Tuấn Du tiếp tục chuẩn bị cho ra mắt phần 2 với chủ đề Hot Party nhằm đáp lại sự mến mộ và yêu thích của các khán giả ủng hộ anh cũng như dòng nhạc Bolero Dance hoàn toàn mới mẻ này. Có thể nói Quách Tuấn Du là một trong những nam ca sĩ Việt Nam đầu tiên sở hữu MV ca nhạc solo dài hơn một tiếng, có lượt view khủng nhất hiện nay với MV Mr. Bolero Dance. Tính đến nay, MV này đã đạt được hơn 27 triệu lượt xem trên YouTube, một con số đáng mơ ước cho hầu hết các ca sĩ khi phát hành MV ca nhạc. Với thành công đó, anh quyết định đầu tư sản xuất phần 2 cho MV này với chủ đề là những buổi tiệc nóng bỏng, Hot Party. Ngoài việc đem lại làn gió mới cho các ca khúc Bolero quen thuộc mà phần lớn các khán giả đã thuộc nằm lòng như ở phần 1, thì ở phần 2 của MV này, phần audio sẽ được hòa âm theo chất liệu nhạc EDM hiện đại hơn với những giai điệu điện tử đầy mới mẻ và bắt tai. Phần hình ảnh trong MV lần này cũng được nam ca sĩ đầu tư hơn. Chia sẻ về việc sẽ nhận phải ý kiến trái chiều khi MV ra mắt vì có khá nhiều cảnh vui chơi và gợi cảm, Quách Tuấn Du cho biết về những hình ảnh vui chơi gợi cảm trong MV cũng đã có nhiều người thực hiện rồi, nhưng vì đây là dòng nhạc bolero nên có lẽ mọi người hơi thấy khó chịu. Tôi muốn mình là luồng gió mới không chỉ trong âm nhạc mà còn phải đem lại cái nhìn đa dạng hơn cho khán giả. Đôi khi anh chợt nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào những ngày nào. Kể từ khi vắng nhau, anh như tấm ván nuôi nhau, thương thấu đêm.